Cán bộ trung tâm đăng kiểm đi đêm, dân lãnh đủ. Kính thưa quý vị, không khó để nhìn thấy hàng ngàn chiếc xe nối hàng dài chờ được đăng kiểm trên một số con đường ở thành phố Hồ Chí Minh suốt một tuần qua. 8 trên 19 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ khiến hàng ngàn tài xế tại thành phố Hồ Chí Minh mất ăn mất ngủ, công việc đảo lộn trong thời điểm cận Tết năm tháng trước thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an thành phố hồ chí minh mở cao điểm kiểm tra xử lý xe chở hàng quá tải vi phạm an toàn giao thông trên toàn địa bàn quá trình thực hiện lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt xe tải xe ben cơi nới thành thùng lốp mòn biển số mờ không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm công an thành phố hồ chí minh đã vào cuộc lập chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác do giám đốc các trung tâm đăng kiểm cầm đầu, ít nhất đã có khoảng 70.000 xe không đảm bảo điều kiện lưu thông được 9 trung tâm này cho lọt lưới ra đường, có tới 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trái với quy định, những con số phải dùng mình, cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm và sớm đưa ra xét xử. Nhưng những hệ lụy họ để lại là rất lớn. Việc thu hồi 52.291 giấy chứng nhận đăng kiểm đã cấp là việc không dễ dàng. Những hậu quả khó lường khi những phương tiện này lưu thông trên đường, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa tính mạng và sức khỏe của rất nhiều người là điều có thể đoán trước. Hệ lụy mới nhất là mấy ngày qua, ô tô ùn ùn kéo đến các trung tâm còn lại, gây ra cảnh ăn trực nằm chờ, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc để ổn định rồi đưa những trung tâm có sai phạm hôm nay hoạt động trở lại chắc chắn không phải ngày 1, ngày 2. Và nếu không có ứng phó kịp thời thì tình trạng un tắc quá tải sẽ còn tiếp diễn, vẫn là thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội. Chính vì vậy, việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt 23 bị can liên quan đến 9 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực sự là tiếng chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hồng trong công tác quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ. Điều đáng nói, đây không phải là chuyện mới xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm. Trước đó, đã có nhiều sai phạm bị điều tra và khởi tố ở nhiều tỉnh thành. Hiện nay, cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó 196 đơn vị theo hình thức xã hội hóa, 64 thuộc Sở Giao thông Vận tải và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Có thể thấy, các đơn vị xã hội hóa chiếm đa số đến 70%. Một điều không phủ nhận, xã hội hóa đăng kiểm là giải pháp để hạn chế tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, nhất là những thành phố lớn thế nhưng thực tế có quá nhiều trung tâm đăng kiểm nhất là trung tâm đăng kiểm xã hội hóa đã làm phát sinh thêm mặt trái theo cục đăng kiểm việt nam sự gia tăng của các trung tâm đăng kiểm nhất là do doanh nghiệp đầu tư đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng một số nơi hoạt động sai tiêu chuẩn quy chuẩn bỏ nội dung hạng mục kiểm tra thực hiện các hành vi giả mạo trong kiểm định xe công bằng nhìn nhận thì thời gian qua cục đăng kiểm việt nam đã áp dụng nhiều cách để ngăn chặn sai phạm tiêu cực của các trung tâm đăng kiểm trong đó có việc đầu tư công nghệ để tăng tính tự động hóa trong hoạt động kiểm định tuy nhiên dù công nghệ hiện đại đến đâu thì cũng không thể thay thế hoàn toàn con người sai phạm do con người gây ra có lẽ vai trò quản lý và giám sát của bộ giao thông vận tải cần phải được đẩy mạnh và quyết liệt hơn không thể nào cứ mãi để trách nhiệm giám sát lên ngành công an, cũng như không thể nào để các trung tâm đăng kiểm trục lợi bất chính trên sinh mạng người dân. Cần phải có quy định chấm dứt ngay tình trạng cán bộ đi đêm mà người dân phải lãnh đủ. Hàng ngàn xe đang xếp hàng hiện tại là một minh chứng rõ ràng nhất. Lãng phí 2.300 tỷ cho sách giáo khoa, lợi ích nhóm chính thức bị phát hiện. Quý vị thân mến, mới chỉ là tạm tính con số lãng phí từ những cuốn sách giáo khoa mà học sinh có thể viết vào đã lên tới 2.300 tỷ đồng. Lợi ích nhóm thật sự đã bị gọi tên, hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Công an. Bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện, có lần nêu ra một con số. Bình quân mỗi năm, phụ huynh phải bỏ ra khoảng 1.000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa. Lãng phí xã hội cực lớn khi nhiều cuốn sách sang năm không được sử dụng hoặc chỉ sử dụng để bán đồng nát. Và nguyên nhân của sự phí phạm nghiêm trọng này thì ai cũng thấy cả, vì đó là những cuốn sách được thiết kế có phần bài tập đi kèm học sinh phải điền vào phần bài giải. Còn nhớ trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, cầm tới nghị trường một cuốn sách giáo khoa lớp 1 để các vị đại biểu quốc hội có thể nhìn tận mắt những bài toán buộc học sinh phải ghi luôn vào sách. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Trước đây, bài tập có sách riêng, sách giáo khoa có sách riêng, nhưng bây giờ bài tập lại chung với sách giáo khoa và học sinh buộc phải ghi bài tập vào sách. Với cách làm sách kiểu này, học sinh khóa sau không thể dùng được nữa. Tại sao bây giờ khác thế hệ trước? Một bộ sách không dùng được 2 đến 3 thế hệ. Tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa? Tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta xuất bản hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất 1.000 tỷ đồng, nhưng đến năm sau không dùng được nữa? và chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp hôm đó nói đến dư luận về việc độc quyền trong việc in ấn sách giáo khoa. Câu hỏi về việc độc quyền, về lợi ích nhóm trong việc làm sách giáo khoa hôm qua đã chính thức được điểm mặt chỉ tên trong kết luận của thanh tra chính phủ. Theo thanh tra, giai đoạn 2014-2019, 73 trên 193 cuốn sách giáo khoa học sinh có thể viết vào được, đã in phát hành và bán được tổng cộng hơn 300 triệu bản. Với 65% sách giáo khoa có các trang sách học sinh có thể viết vào, dẫn đến không dùng lại được, gây lãng phí cho gia đình học sinh và xã hội, thì giá trị lãng phí tạm tính trên 2.300 tỷ đồng. Kết luận thanh tra chỉ rõ có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với nhà xuất bản trong việc in ấn phát hành sách bài tập. Và đây chính là một trong hai nội dung được chuyển Bộ Công an xem xét xử lý. Người dân đã chờ đợi từ rất lâu rồi một cuộc đốt lò trong ngành giáo dục bởi nỗi đau khổ, bức xúc đến hẹn lại lên mỗi mùa khai trường, bởi thiệt hại hàng ngàn tỷ kia còn ai phải gánh ngoài chính người dân. Bài học từ bản án trung thân tự nhận của bị cáo Trần Đình Thành Kính thưa quý vị, sau 9 ngày xét xử, sáng 30 tháng 12, kết thúc tranh luận, Hội đồng xét xử Toán Nhân dân Hà Nội đã cho bị cáo Trần Đình Thành và các bị cáo trong vụ án công ty AIC nói lời sau cùng đối với bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh đồng nai có thể nói đó là những lời gan ruột tự nhận mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng cựu bí thư tỉnh đồng nai cảm thấy ân hận đau xót khi trở thành tấm gương xấu ân hận vì đã làm những điều ảnh hưởng tới đồng chí gia đình bạn bè những sai lầm không chỉ đem đến đau khổ tủi nhục cho bản thân mà cho người thân của mình ông thành cay đắng và chân thành nói lên điều đó ăn năn hối lỗi và cho rằng không thể tha thứ cho bản thân ông trần đình thành nói giờ đây trong lòng bị cáo đầy tâm trạng nặng nề luôn thấy đau xót hổ thẹn chắc chắn tâm trạng này sẽ đeo đuổi suốt cuộc đời bị cáo bị cáo nghĩ đây gần như là bản án trung thân mà tòa án lương tâm đã tuyên với bị cáo tự tuyên một bản án trung thân rồi đây khi hết hạn tù thì lương tâm cũng cắn dứt cho đến hết đời bị cáo trần đình thành nói thật lòng mình và cũng rất đáng để nhiều người khác suy nghĩ những người theo dõi phiên tòa hoặc đọc những lời nói sau cùng của bị cáo trần đình thành trên báo chí đều có thể chia sẻ được với bị cáo này hiểu được những đau khổ dằn vặt của bị cáo trần đình thành còn người làm quan thì đúng là có được bài học sâu sắc chắc chắn từ khi bước chân vào trại tạm giam bị cáo trần đình thành nuối tiếc rất nhiều câu nói giá như đừng làm được nhắc đến nhiều nhất trong suy nghĩ trong tâm trí của bị cáo trần đình thành nhưng đã quá muộn Bị cáo Đinh Quốc Thái cũng như vậy, khi được nói lời sau cùng, bị cáo nói rằng, bị cáo rất đau buồn vì truyền thống niềm tin của gia đình, của bạn bè, đồng chí đối với bị cáo, quá trình sự nghiệp của bị cáo cũng đã mất hết, một lần nữa xin cúi đầu nhận hết cả tội lỗi của mình, sự dày vò về tội lỗi của mình đã ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất của con người, chính bị cáo Trần Đình Thành cho rằng sức khỏe của mình giảm sút rất nghiêm trọng bản thân thấy sức khỏe không còn được bao nhiêu nữa nếu có cuộc sống bình thường không cần nhiều tiền thì ông thành vẫn vui tươi mạnh khỏe cái quý giá nhất là sức khỏe đến lúc này mới nhận ra thì nó đã không còn bao nhiêu những ai là cán bộ lãnh đạo chức vụ càng lớn càng nên theo dõi những phiên tòa tham nhũng nghe những lời các bị cáo nói xem những gương mặt buồn thảm của các bị cáo trước màn hình và trên các trang báo sẽ học được nhiều hơn mọi lời giáo huấn những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.